chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series mini game của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đánh trận chiến giữa những Ready. Người khỏe nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu đánh Gomu. Ok, đúng rồi, là Nappa. Nappa đâu, thằng này có tóc mà. Người đấy, nhưng mà tao ghê hơn. Bây giờ mình biết cách đánh nhanh rồi anh em ạ. Né mắt. Thấy không? Đuổi tim. Đầu đấy. Sao mà nào có những cái chế độ mà kiểu là ứng thuật các thứ anh em ạ. Nếu sau mình sẽ đánh đâu ứng thuật nếu anh em thích nhá. Nhưng mà nghe nói là, anh em bảo là đánh kiểu hơi quay thì là bọn trong ngoài lò đánh mạnh lắm. Oh, chết rồi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ random skin nhá. Random nhân vật chứ. Mình tắt mẹ mạng rồi anh em ạ. Thế nên là nó đéo có quảng cáo đâu. Ừ, thế mới chí. Đây rồi, thay đổi nhân vật rồi. Mình thích con này thế. Có nên hack để mua con này không ta? Nhưng mà hack này không vui đúng không anh em? Thế đéo nào. Đây, chắc con rẻ nhất sẽ là... chắc là con này. Pizze. Được rồi, tính sau đã. Bây giờ chơi nhân vật hỏi chấm nhá. Let's go. Lên nào anh em. Ready. Fight. Vô chim, vô hạn. Vô hạn. Cái mặt tàu á. Nhờn với tàu, nhờn với vô hoàn này. Rồi. Được không anh em? Được luôn. Đấy, hôm nay trời không có quảng cáo mượt cứt. Không có vô hoàn à? Chuồn điệu. À, đấm tàu. Đấm tàu. Đấm tàu. Tập tạo à, thằng Gohan này là thằng Gohan Mystic. Đúng rồi, Gohan này là thằng Gohan Mystic. Thế nên là nó mới dùng trưởng nó đấm. Đây, hắn ta là tên thủ lĩnh cuối cùng của Frieza. Hãy cẩn trọng. Là một thủ lĩnh của đội quân Frieza, ta sẽ không bao giờ tha thứ những gì ngươi làm. Đánh mẹ nhau đi. Ready, quá. Fight. Đó này. Bất ngờ chưa thằng L. Sao mãi là Gohan thế hả? Tôi đập chua này tích tích. Ủa anh em. Trời sao mà lắm. Hay đây làm cái gì. Đó là xong khi mình rồi. Xong phim rồi. Trời ơi. Cú đấm của Mystic Gohan rất là chất lượng anh em thấy không? Kiểu đấm boxing ấy. Chúng ta đã gần được với Frieza hơn bao giờ hết rồi. Tập trung vào nhiệm vụ tiếp tục thôi. Ok anh em ơi. Quay lại xem nào. Mình tưởng là random là lúc nào cũng phải ấy chứ. Thì hôm nay bây giờ mình thử Trunks đi. Hôm nay mình thử Trunks Gohan. Bây giờ fight. Trời, tập kiếm trẻ luôn anh em. Được không? À! Nhờn với anh hai này. Trời. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục luôn. À vẫn là Trunks à? Ừ. Phải mới chửi cả Nappa xem như nào. Mày. Bắn vào mồm luôn. Chơi tao này. Kỹ thuật cận. Rồi. Ủa gì. Chết ngay rồi. Đến bốt rồi đấy anh em ạ. Hình như là đến bốt rồi đấy. Đến
Gỗ thì chắc là mình sẽ phải đánh gỗ chim rồi. Mình sẽ phải sử dụng gỗ chim. Gỗ chim, ta chọn mày. Sợi đến bot luôn. Golden Frieza nhá. Vậy là ngươi đánh bại hết tất cả thủ lĩnh của ta và gặp lại ta lần nữa. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta lần này sao? Câu trả lời là không. Ready. Càng đấy. Fight. Vào đây. Đau nhở? Đau, đập đau nhở? Sao sao mày chưa? Ôi trời, đáng được rồi, đáng được rồi. Đau thế. Ôi trời, đáng được rồi. Đáng lẽ ra cũng được chi tên này. Đánh cái SSG đó cũng bằng thế nào. Con này đánh cái ô dưới rồi. Kenjima. Kamehameha. Đúng rồi. Anh em thấy không? Tôi chấp nó thôi. Mày cái con dài đuôi này. Chuyện này nó không thể xảy ra được. Xuống đi hùng đê. Còn gì đây? Cái gì đây? À, Gumu SSG2. Sời. Được không anh em? Ok. Với lại đéo được sao anh em ơi. Đùa. Chết mẹ rồi, đéo được full sao rồi. Hỏng rồi. Đéo được full sao thì có được nhận thưởng không? À, nó chả liên quan đéo gì anh em ạ. Đéo có thưởng rồi. Đối khá này, giải đấu luyện tập này. Sời. Trong cửa hàng có gì không? Vào miễn phí này. Vào miễn phí này. Em miễn phí đi xem quảng cáo rồi. Xem cái gì đây. Cũng chẳng có gì mấy anh em ạ. Rồi, mình đã mở được Gumu SSG2. Ok, thì hẹn anh em ở clip lần sau nhá. Bye bye.